Ngày hôm nay 16 tháng 2, mạng xã hội lan truyền bài viết khách hàng tố quán nước mía ở Đền Trần, thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, lấy nước thừa của khách trước bán tiếp cho khách sau. Sau khi nắm bắt thông tin phản ánh, công an xã Tiến Đức đã vào cuộc xác minh, mời chủ quán đến trụ sở làm việc. Trong đoạn clip được đăng tải, người phụ nữ sau khi dọn những ly nước mía đã không đổ phần nước thừa đi, mà đợi đến khi có khách đến mua nước mía, người này lấy ly nước cũ, cho thêm nước mới vào rồi bán lại cho khách. Thậm chí ống hút cũng được tận dụng bằng cách rửa lại chứ không thay mới. Trong ngày 16 tháng 2, Thượng úy Bùi Trung Thành, trưởng công an xã Tiến Đức cho biết, sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, đơn vị đã vào cuộc xác minh và yêu cầu quán nước mía này tạm dừng hoạt động. Quá trình kiểm tra, công an đã thu giữ các vật dụng bán hàng, dừng hoạt động quán nước mía nói trên để xác minh, tiến hành mời nữ chủ quán lên trụ sở để làm rõ vụ việc. Công an sau đó nhắc nhở những quán hàng khác tại khu vực Đền Trần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Được biết, lễ hội Đền Trần tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, tức từ 13 đến 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại di tích quốc gia đặc biệt khu Lăng Mộ và đền thờ các vị vua triều Trần. Hàng năm, lễ hội Đền Trần ghi nhận hàng nghìn du khách tới tham quan, tưởng niệm, đi lễ cầu lộc đầu xuân. Hiện công an đang tiếp tục chấn chỉnh để không xảy ra tình trạng tương tự tái diễn, khuyến khích du khách và người dân khi nắm bắt được thông tin, hình ảnh tương tự, hãy liên hệ chính quyền địa phương để xử lý kịp thời.